Đề số 8 tương tự đề 6, đề 7, tức là nó có chức năng Hyperlink, Action và Smart Art thôi, tương tự. Và cô hay dùng Slide Master ha. Rồi đề số 8 đây. Nó có dữ liệu sẵn. Rồi nó có cái file dữ liệu sẵn. Coi nè, ha, file dữ liệu đây. Cô mở file dữ liệu ra và nó có ba cái hình. Enable editing. Lưu đúng nơi cán bộ coi thi yêu cầu, thường là lưu ổ đĩa nào? Cell S, lưu ổ đĩa có số, ví dụ đây là H nè. Rồi, số là S100-1054. Rồi đó ha. Bây giờ cô quan sát để cô chia màn hình ra làm đôi dễ nhìn hơn. Cô chia màn hình ra làm đôi với cái này nè. Thì bên đây cái đề, bên đây PowerPoint. À, mở cái tham khảo của đề 8 nè. Đâu rồi? Rồi đề 8. Thì cô nhìn thấy các tiêu đề nó chữ outline màu vàng. Để định dạng tất cả các slide có định dạng giống nhau, cô hay dùng Slide Master View. Slide Master. Slide Master thì cái trên cùng, cái trên cùng tất cả những layout phía dưới. Layout là gì? Là cách bố trí các đối tượng trong một slide. Thường thì làm trên cái master trên cùng, những cái layout bên dưới nó kế thừa ha. Cho nên làm trên cái trên cùng và định dạng cái trên cùng, chữ tiêu đề, format tiêu đề nè, chữ đâu rồi, đây, outline màu vàng ha. Rồi đóng lại Slide Master, Close Master View. Thì lớp mình thấy nè, tất cả các tiêu đề đều có chữ outline màu vàng đó. Tất cả những cái gì định dạng muốn nhất quán thì vô master, chèn nhất quán tất cả các slide vô master nghe. Đó, rồi. Cái này không? Hình như không phải. Đúng rồi, nó nè. Nhìn nè, trên cái hình dưới cái chữ. Thấy không? Ok. Ha? Rồi bây giờ trong này chèn vô cái hình có sẵn nè. Có sẵn, nhấp đôi vào đó, chèn vô cái hình ở đề số ở đề số mấy? Đề số 8. Mở cái này ra để nhìn cái hình biết nè. Ha. Rồi nó là hình này. Insert. Tương tự cái này cũng vậy, nhấp đôi vào đó, chèn cái này vô. Insert. Rồi bây giờ cái smart art này có style. Style tập hợp nhiều định dạng gom vô. Chọn cái style nào giống nó. Phải cái này không? Không phải. Nó là cái này nè. Ha, rồi. Rồi thu nhỏ nó lại bớt. Mũi tên hai chiều là thu nhỏ. Đây, mũi tên hai chiều thu nhỏ lại, kéo nó lại, chừa chỗ cho. Bên kia là cái dòng chữ xéo xéo. Chỗ này chèn vô cái hình, đúng không? Insert picture. Rồi nó là hình này. Insert. Kéo nó bỏ lên đây. Thu nhỏ lại bớt. Clip on picture. Cái này nó nằm trong cái xếp nằm trong cái xếp sẵn rồi. Bây giờ cô coi có cần cái xì tay hay không, coi có cái nào chữ màu đỏ hay không. Không, cho nên cô chỉ cần chọn nó là chữ màu đen rồi ha. Cô xoay nó, xoay nè, nắm xoay. Rồi nắm kéo lên xíu chữ màu đỏ nè, test view chữ màu đỏ đậm, Ctrl B cho nó đậm.
Control đóng ngoặc vuông, tăng cỡ chữ, phím tắt cho mỗi mất công lâu. Rồi đây, cái này xong cái slide đầu tiên, cái slide số 2. Cái slide số 2 thì cái chữ go back the end. À, cô chọn cái này. Chọn cái này xong rồi, cô trong tab format có chỗ này nè, đổi dạng thành hình mũi tên ha. Xong rồi bây giờ coi có cái xì tai nào hay không, hoặc đổ thùng nước sơn vô. Thùng nước sơn màu xanh. Rồi chữ màu nè, vàng đậm, Ctrl B khỏi mất công rê chuột tìm. Rồi kéo này ra. Rồi đứng đây nè, tab home có cây cọ, copy định dạng, bỏ xuống đây, try again ha. Rồi bây giờ mình chỉ cần đổi dạng, thay vì hình chữ nhật thì đổi thành dạng hình mũi tên thôi. Format chỗ này đổi thành dạng hình mũi tên đó. À, rồi bây giờ tương tự go back xong rồi, tương tự chỗ dn này ha, cô đổi dạng. Đổi dạng hình nào? Này phải không? Rồi cô đổ thùng nước sơn màu nâu vô. Chữ màu vàng. Rồi sắp xếp lại. Cỏ trên này thì cô click chuột phải, chuyển sang Smart Ad. Nó là cái, nếu mà tìm ở đây không có, tìm đây không có thì mở hộp thoại ra, nhiều lựa chọn hơn. Cái này nè, nó là cái này ha. Đó. Rồi bây giờ đổi màu, change color trong tab. Khi mình chọn một đối tượng nào đó thì nó có những cái tab cần thiết cho đối tượng đó. Khi bỏ ra nhiều khi không có tab đó nha. Rồi change color đổi màu. Coi màu nào đúng nè. Cái này không? Đúng rồi. Nó là màu này, vậy thôi. Nhen. Rồi kéo định dạng như thế này cho coi được sức. Đừng có mà tốn thời gian với nó nhiều quá, coi chừng những cái kia là không được, rớt. Ha. Rồi vậy thì định dạng xong rồi, được 1,5 rồi. Bây giờ mới coi cái đề. Tạo các hyperlink. Hyperlink là gì? Là cái nơi mà mình click chuột vào đó, nó sẽ mở ra một cái gì đó, hoặc nó thực hiện một cái gì đó, giống như trang web vậy đó. Ha. Trang web mà chỗ nào có hình bàn tay thì bàn tay chỉ vậy nè, thì khi mình click vào đó nó là hyperlink đó. Click vào nó mở ra cái khác, hoặc nó làm cái gì đó. Trên slide 1, nhấp chuột vào nút home hiện slide 4, house hiện home hiện slide 3, house hiện slide 4. Vậy thì chọn nút home nha, chọn đường bao của nó, insert hyperlink. Rồi mình place in this document, đi đến một nơi trong tập tin thì đi đến home thì đi đến slide 3 đây. Ok. Tương tự chọn đường bao của house, rồi insert hyperlink và đi đến slide 4. Ok. Nhấn chuột vào các vị trí khác trên slide 1 hiện slide 2 thì mặc định á, khi mà transition nè, on mouse click vào đây nó sẽ hiện slide 2 ha. Rồi bây giờ các trên các slide còn lại, nhấp chuột vào nút try again hoặc go back sẽ hiện slide 1. Vậy chỗ này chọn đường bao của nó nha, đường bao của nó. Xong rồi insert hyperlink và đi về slide 1. Ok. Rồi khoan mở nè, tương tự try again. Cái này cũng vậy, chèn vô cái hyperlink và quay về slide 1. Ok. Ha, nó là hyperlink không? Cô thống kê trong cái bảng nãy đó. Còn cái này thì sao? Khi click vào đây hyperlink ha. Không phải là hyperlink mà là action. Khi click vào nút the end, kết thúc trình chiếu, vậy cho nên chọn action, hành động. Hyperlink to, đi về end show, kết thúc. Ok nha. Và nhấp chuột các vị trí khác không thay đổi, vậy thì chọn slide 2 nè, chọn một cái xong rồi ấn giữ shift, chọn tiếp ba cái này, slide số 2, số 3, số 4. Và trong tab transition
bỏ on mouse click đi, thì khi mình click chỗ khác nó không có tác dụng ha. Rồi bây giờ trình chiếu slideshow from begin, trình chiếu từ đầu. Bây giờ cô bấm vào đây thì nó qua slide 2, nó biểu là bạn phải chọn câu trả lời ha. Bấm vào đây không ăn thua gì hết, bấm go back trở về slide 1, bấm home. À, đúng rồi, bạn giỏi quá ha. Rồi điền, rồi là trình chiếu lần nữa thử, bấm vào đây bạn sai rồi đúng không, sai rồi, thử lại lần nữa, trở về slide 1, click vào đây bạn phải chọn một đáp án, go back đó, bấm vào đâu đó. Rồi vậy xong cái hình này giống như trái táo hổm vậy đó, thay vì mình kẻ hình tròn thì mình kẻ insert gì xếp hình chữ nhật, và muốn kẻ hình chữ nhật nhiều cái thì lóc nó lại ha. Xong rồi vẽ một hình, rồi vẽ một hình nữa ngắn hơn cho nó đẹp, rồi dài thêm cho nó đẹp, rồi ngắn thêm ha, rồi copy nhiêu đủ rồi, copy đi vậy đó, rồi copy. À, quên. Rồi cho nó thụt lên thụt xuống cho nó đẹp. Bây giờ làm sao để phân bố nó đều nhau, chọn hết rồi nha, coi cái nào chưa chọn. Rồi trong tab format có lệnh nè, align nè ha, distribute horizontally, phân bố cho nó đều nhau cho nó đẹp ha. Rồi nhóm nó lại thành một nhóm, thành một nhóm. Bây giờ thay vì tô nền cho cái nhóm, ví dụ không, thay vì tô nền cho nhóm thì mình chèn cái hình nền picture vô, nó là hình nào đây này phải không, insert. Rồi bây giờ còn những cái border, cái outline của cái đó thì xếp outline, xếp outline, no không có outline, rồi giống y nha. Rồi hết rồi.